Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Nguyên nhân tối thượng của niềm vui nơi chúng ta đó là ơn cứu độ được Chúa hoàn thành. Nhưng Chúa sẽ dạy, sẽ dùng sử dụng Đức Trinh Nữ Maria từ việc sinh ra đến đời sống và thậm chí là cả cái chết của mẹ như là khí cụ để Chúa tuôn đổ niềm vui đó trên dân của người. Trong giờ hành hương kính Đức Mẹ hôm nay, chúng ta được mời gọi suy niệm đề tài Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta vui mừng. Giờ đây cùng với mẹ, chúng ta hướng lòng về Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con là linh hồn của hồn con. Con thờ lạy, ngợi khen, yêu mến và tín nhiệm Ngài. Xin soi sáng con, xin dẫn dắt con, xin an ủi con, xin đốt lửa mến trong con. Xin ban cho con ơn khôn ngoan và sức mạnh. Xin cho con biết sống ngay thẳng, tôn trọng sự thật và rất mực trung tín. Xin đổi mới tâm hồn con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi dẫn con điều con phải nghĩ suy, điều con phải nói cách nào, điều con phải viết, việc con phải làm, phải hành động thế nào để tôn vinh danh Chúa, hiển vinh giáo hội, lợi ích cho các linh hồn và sự thánh hóa chính mình con. Con xin hứa với Ngài sẽ tuân phục Ngài trong mọi ý muốn về con, chấp nhận tất cả những gì Ngài cho xảy đến cho con. Con chỉ xin cho được nhận biết và thi hành thánh ý Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương làm cho thế giới được vui mừng vì con Chúa nhập thể. Khi mừng kính thân mẫu của người là niềm vui của chúng con, xin cho chúng con luôn biết đi trong đường lối các giới răn của Chúa và gắn bó với những niềm vui chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa thương công cho hiến vinh sáng hồn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca đoạn 1 từ câu 39 tới câu 47. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Giêsu Kitô đến trong trần gian để mang lại bình an và niềm vui cho gia đình nhân loại. Khi sinh ra, Ngài đã làm cho các mục đồng tràn ngập niềm vui. Khi phục sinh, Ngài đã mang lại niềm vui cho các môn đệ. Khi thăng thiên, Ngài đã để lại cho các tông đồ niềm vui vĩ đại. Từ nơi ngai bên hữu Chúa Cha, Ngài sai thần khí tình yêu và hoan lạc đến trên hội thánh mới lập. Với tư cách là hiền thê của Chúa Kitô, hội thánh đã luôn tìm thấy niềm vui nơi Đức Lang Quân và đáp trả tình yêu của Ngài bằng một niềm vui gia tăng luôn mãi. Nhờ mẹ Maria mà Chúa Giêsu đến được với chúng ta, nên hội thánh dần dần hiểu ra rằng Đức Trinh Nữ chính là niềm vui vĩ đại nơi ta. Do bởi mẹ cộng tác vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, hội thánh cũng biết rằng đau khổ do bà Eva bất tuân đã mang vào trần gian đã được biến thành niềm vui do Đức Maria đã tuân phục. Vì thế, hội thánh bắt đầu tôn kính mẹ dưới tiết hiệu niềm vui của chúng ta. Lòng sùng kính mẹ dưới tiết hiệu này đã tăng lên, nhất là ở Pháp và Canada. Các bản văn trong thánh lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta vui mừng, nhắc lại công trình cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện qua Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Đó chính là nguồn vui cho Đức Trinh Nữ, cho hội thánh và cho nhân loại. Các bản văn cụ thể cử hành đề cập tới việc tuyển chọn Đức Maria, vì mẹ từ muôn đời đã được nghĩa với Chúa và đã được tuyển chọn làm tòa cho Chúa ngự. Này, ta đang đến để ở lại giữa ngươi, làm thành đô của Chúa, được làm vui thỏa bởi các dòng sông. Và vì thế là thành đô, cô dâu được mặc hồng ân cứu độ và choàng đức chính trực công minh. Vì thế, trong thánh lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta vui mừng, vang lên những tiếng vui mừng. Hãy vui lên, hỡi Trinh Nữ Maria, ca lên, vui lên, hỡi Thiếu Nữ Sion. Hãy vui lên, hỡi niềm vui của nhân loại. Biến cố sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria cũng đã loan báo niềm vui cho toàn thế giới.
Rồi trong biến cố Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, khi mẹ hát lên niềm vui thì hài nhi Gioan nhảy mừng trong dạ mẹ vì đấng cứu độ đã đến. Và trong biến cố sinh nhật của đấng cứu thế, Chúa đã vui lòng mang lại niềm vui cho thế giới qua việc nhập thể của Chúa Con. Chức vị làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria đã mang lại cho ta ánh sáng thật và cũng là ơn cứu độ và niềm vui. Mẹ Maria đích thật là đấng làm cho chúng ta được vui mừng. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi con lâm nguy xa phải cơn cám dỗ, cho con kiên cường chống lại ba thù. Xin mẹ thương hãy dâng đỡ con khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp. Xin mẹ thương hãy dâng đỡ con khi con xa nơi ma quỷ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù. Xin mẹ thương hãy dâng đỡ con khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với người. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi con khó khăn xa đàng nhân đức, cho con an vui trở về chính lộ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi con xa quên mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi con đang tâm hư phạm phép thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn luôn giữ mình trên khiết, nói gương cao sáng của mẹ nhân lành. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, nói gương cao sáng của mẹ nhân lành. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, nói gương cao sáng của mẹ nhân lành. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn luôn yêu người tha thiết, nơi gương cao sáng của mẹ nhân hạnh. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa,
sáng của mẹ nhân lành. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con an tâm trong giờ hấp xa mô xa tan dỗ dành khuyên rồi. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con trinh trong trước tòa phán xét, đang Chúa dẫn dắt con về thiên đàng. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con lên nơi bên mẹ trong nước Chúa, tôn vinh ba ngôi Chúa cả muôn đời. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con dâng lên tâm hồn thân xác trong tay khoan nhân của mẹ Chúa Trời. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con. Maria, mẹ vô nhiễm tội truyền, Maria, mẹ Thiên Chúa uy quyền, xin mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế, xin mẹ thương giúp chúng con luôn chăm cho. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ rũ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh An Phong Xô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy mẹ hằng cứu giúp, bước chân dung rất cảm động mẹ dạy cho con biết, mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều, bởi vì mẹ nhân từ và là mẹ chúng con, nên sự đau khổ kia đã làm cho mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con. Và mẹ càng chịu đau khổ vì chúng con, thì mẹ càng yêu yêu chúng con hơn. Lòng thương yêu ấy còn thấy ở nơi mắt rất lân ái của mẹ, vì mẹ chẳng nhìn con cực thánh mẹ, mà lại đăm đăm nhìn con cái khổ cực của mẹ ở chốn khách đầy này.
Ôi, một linh hồn phải giam chuôn mà gặp kẻ thân ai gánh lấy phần đau khổ thì được sung sướng là dường nào. Nay tấm lòng nhân ai ấy lại là tấm lòng của một người mẹ như mẹ, là đấng rất nhân từ thương xót, thì đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con. Lạy lạy mẹ hay yêu mến, nay con đến dưới chân mẹ, cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con trông cậy vững vàng, không bao giờ mẹ bỏ con. Xin mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khổ kêu van. Xin mẹ nói lời an ủi linh hồn con và ban cho con ơn con này, xin cùng lòng nhân từ thương xót mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một sũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Kính ai mẹ trên trời, Ave Maria, tin mừng vui nói sao nên lời. Vừa nghe tên mẹ êm vui, con nghe lệ ứa rơi. Bằng lời ca thật vui tươi, con mến mẹ muôn đời. Mình sáng ngời vầng kim ô mang đến ngày vui, lời kinh mai con dâng như khúc đàn trầm ai luyến thương. Dù đời con đổi thay, lòng mến yêu chẳng chút mờ phai, nguyện ban ơn tin trùng yêu mẹ suốt cả một cuộc đời. Khi hoàng hôn đã tàn, màn sương đêm bao phủ trên gian, lời kinh đêm con dâng như khúc nhạc trầm mãi luyến thương. Một đời con hiến dâng để hát ca dành thanh mẹ luôn. Buồn đau hay sương vui, nhưng lòng mến sắt son một đời.
Maria, dâng lời kính ai mẹ trên trời. Ave Maria, tin mừng vui nói sao nên lời. Vừa nghe tên mẹ êm vui, con nghe lệ ứa rơi. Bằng lời ca thật vui tươi, con mến mẹ muôn đời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy mẹ mến yêu, chúng con đang trải qua biết bao khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Nguyện xin mẹ là đấng làm cho chúng con vui mừng, giúp mỗi người trong chúng con kinh nghiệm về sự hiện diện của mẹ trong cuộc đời chúng con. Để càng ngày chúng con càng xác tín rằng mẹ chính là niềm vui của chúng con, vì mẹ đã đem lại cho chúng con nguồn vui đích thực là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Xin mẹ giúp chúng con luôn yêu mến, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu con mẹ. Amen. Sống gần mẹ lòng con hoang lang biết bao, mẹ ơi. Sống gần mẹ chân bao tình âu yếm khi được sống bên mẹ đêm nay. Lòng con yên hàng vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời. Sống gần mẹ lòng con hoan lạc biết bao, mẹ ơi. Sống gần mẹ lòng con êm đềm thiết tha, mẹ ơi. Lòng mẹ thấm sâu cao vời khôn vi, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Giang đông tưng bừng ánh xuân chưa tràn màu hy vọng, lời mẹ đẹp gấp trăm. Được mẹ úi an giữ gìn âu yếm, con còn ước mong gì trong lòng.
chẳng ước mong tới khi sống bên mẹ trên trời hưởng phúc vinh đời đời. Sống gần mẹ lòng con hoan lạc biết bao mẹ ơi. Sống gần mẹ lòng con đêm đêm thiết tha. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Chúng con trông cậy rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Thần chịu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh rất thân Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Đức Mẹ hằng cứu giúp. Cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.